Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Bao năm nay cũng nhờ bài học ngàn vàng có ghi mấy chữ này mà đức vua Đột Quyết đã truyền lệnh cho bá quan văn võ trong nước phải treo ở trước mặt. Cũng nhờ thực hành theo lời dạy ấy mà đa phần các quan không ai dám làm điều tội lỗi. Bẩm bà, có bà Quyện Minh ở Tổng Hàm Long đến thăm. Bà Quyện Minh? Sao bỗng nhiên từ dưới huyện bà ấy lại lên tỉnh thăm mình? Chắc hẳn phải có chuyện gì đây. Được, cho mời bà Quyện vào. Dạ. Dạ. Dạ bẩm bà lớn, hôm nay nhân ra tỉnh có việc cần, con xin đến hầu thăm ông bà lớn à. Dạ, nhà con vì bận công việc nên không ra hầu thăm ông bà lớn được. Dạ. Dạ, nhà con có bảo con hỏi thăm xem vụ án Chánh Tổng Hàm á, đã được quan lớn xét xử ra sao chưa? Bà Quyện cứ ngồi dùng trà cái đã. Mời bà Quyện. Bà Quyện có lòng thăm vợ chồng tôi là quý rồi, đem theo quà cáp làm gì? Ông nhà tôi đã dặn nhiều lần là không có được nhận quà cáp của một ai. Dạ, bẩm bà lớn. Chắc bà cũng biết tính của ông nhà tôi nghiêm lắm, không bao giờ chịu nhận lễ vật gì của ai đem cho. Bà lớn thương vợ chồng chúng con mà xem như người trong gia đình. Chúng con cũng biết tánh thanh liêm của quan lớn nên không dám đem gì nhiều, chỉ có bốn lon trà tàu thôi, vật mọn mà. Xin bà lớn nhận cho để vợ chồng con mừng. Thôi được rồi, từ huyện lên tỉnh đường xá xa xôi, bà đã có lòng đem đến cho vợ chồng tôi, lẽ nào tôi từ chối? Thôi thì cũng xin giữ lại đó, nhưng lần sau bà có đến chơi đừng bài về như thế này. Nếu không á, buộc lòng chúng tôi sẽ từ chối rồi mất vui. Dạ, chúng con xin nói lời cảm tạ bà lớn ngài đã rủ lòng thương, vui vẻ nhận ít quà nhỏ món này khiến lòng con thấy hân hoan. À mà nè, chẳng hay với quyền như thế nào, những quan quyền có sai phạm gì không? Bà lớn quan tâm đến việc làng việc nước, thật con vô cùng cảm kích. Bẩm bà, kể từ khi có lệnh của vua các quan học bài học ngàn vàng thì mọi người đều trên dưới tuân theo, nên trước khi làm chuyện chi ai ai cũng nghĩ suy tường tận, cũng xét kỹ đến hậu quả mai sau. Được như vậy thì khó gây ra lỗi lầm, quan có trong sạch thanh niên, người dân mới kính trọng nể gì, và nước nhà mới phồn vinh. À, mà bà Quyện đến đây ngoài việc thăm chúng tôi, chẳng hay còn có việc gì không à? Thưa bà lớn, nhà con muốn biết bà lớn có nghe quan lớn dạy như thế nào về vụ án lão Tổng Hàm chưa? Vụ án này nhà con đã trình lên quan lớn hơn tháng nay rồi, chắc cũng đã đến ngày đem ra xét xử. Nhà con thường bảo với con là lão Chánh Hàm ấy mắc hàm quan thật là đáng thương,
Nếu quan lớn lấy đèn trời soi xét mà tha bổng cho lão ta thì thật là phúc đức vô cùng. Việc xử kiện là việc của ông nhà tôi. Tôi là phận đàn bà coi việc bếp nước, cũng ít khi được biết đến lắm. Bẩm, con cũng biết như vậy. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bà lớn là người phúc đức, thấy việc quan ức không thể dửng dưng được. Dạ, tục ngữ có câu: dù xây chính đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Nếu bà lớn thương gia cảnh của lão ta, nói giúp vào một tiếng thì chắc quan lớn cũng nể bà lớn mà chăm trước cho lão ta được nhờ. Lão Chánh Hàm mà thoát khỏi nạn lao tù thì chắc chắn muôn đời lão không quên ơn của bà lớn. Thôi được, bà cứ yên tâm. Tôi chẳng biết vụ án ấy ra làm sao, nhưng tôi cứ thử thưa lại với ông nhà tôi một tiếng. Còn được hay không á thì tôi chưa có dám hứa. Dạ. Bà lớn đối thương lão ta mà cho một tiếng thì quý lắm rồi. Vợ chồng con không dám mong gì hơn. Dạ, giờ con xin phép bà lớn con về. Vâng, bà nguyện về. Dạ. Con xin gửi 4 lon trà cho ông bà lớn dùng lấy thảo. Dạ, trà này rất là đặc biệt. Dạ, uống ngon lắm. Dạ, một lần nữa con xin phép bà lớn con về. Dạ, dạ con về. Bà nguyện về. Qua cử chỉ và lời nói của bà Nguyễn Minh này, hình như có điều gì mờ ám. Lon trà nhỏ mà sao có gì nặng nặng. Một thoi vàng. Mỗi lon trà có một thoi vàng. Thì ra Nguyễn Minh muốn tặng cho mình 4 thoi vàng này là để nhờ mình nói với ông nhà xem xét lại vụ án Chánh Tổng Hàm. Từ ngày thi đỗ làm quan và lần hồi lên đến chức án sát ở một tỉnh thuộc huyện miền Sơn Cước nước Nhục Chi này, cho đến nay đã hơn 20 năm, chồng của mình vẫn giữ đạo thanh bần. Những bạn đồng song của ông ấy thấy đều là những bậc giàu sang chức trọng, tiền kho thóc đụng. Trong khi ấy, nhà mình nó vẫn nghèo xác nghèo sơ, quanh năm mỗi tháng chỉ nhờ vào đồng lương để sinh sống. Người ta thì một người làm quan cả họ được nhờ, còn cái ông quan án nhà mình, vợ con thì lu thiếu trước hụt sau như là một kẻ bần nho. Gần một đời làm vợ của ông quan lớn, trời ơi, chưa bao giờ mình có được cái số vàng như thế này. Trả cái số vàng này lại cho bà Nguyễn Trăng thật uổng làm sao, nhưng mà giữ lại cũng không dễ chút nào. Mình phải thuyết phục quan án sát để ông nhà đừng tiếp tục truy ra chuyện Tổng Hàm có phạm tội hay không. Nhưng nhận cái của phi nghĩa này đây, chắc phải trả bằng việc làm phi nghĩa mà thôi. Trong khi vụ án của ông Chánh Tổng Hàm đen trắng như thế nào mình cũng chưa rõ chưa thông.
mà không lẽ ông Viên Chánh Tổng ấy vô tội lại đem nạp cho mình đến 4 thoi vàng? Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Bài học ngàn vàng này đã dạy mỗi người như vậy. Nhưng mà nếu mình nhận 4 thoi vàng mà thuyết phục được ông nhà Ngưng tra xét vụ án của Chánh Tổng Hàm thì đâu có hậu quả gì đến với mình. Đã vậy, mình còn có tiền để may thêm một ít áo quần cho con cái, sắm một ít tư trang cho đứa con gái đầu để nó đi về nhà chồng, để dành cho hai thằng con trai một ít lộ phí cho nó về kinh dự thi, mua một vài mẫu ruộng, một sở vườn để dưỡng già, rồi đem một ít tiền về quê xây lăng cho xong thân quan án, rồi còn giúp được cái đồng bào nghèo. Toàn là những việc đáng làm, phải làm. Vậy là mình quyết định nhận 4 thoi vàng này. Ai chết, quan án về. Từ ngày làm quan án sát đến nay, chưa có gặp cái vụ án nào rắc rối như cái vụ án của Chánh Tổng Hàm. Ông mới về. Này, có việc gì mà tôi trông thấy ông có vẻ mệt mỏi quá vậy? Thì cũng cái vụ án của Chánh Tổng Hàm đang tranh tối tranh sáng chưa kết thúc được. Có khách nào đến nhà mình mà trà nước còn trên bàn đấy bà? Ông mà, có bà Quyện Minh á, từ ở dưới huyện lên tỉnh ghé thăm vợ chồng mình. Bà Quyện có hỏi tôi về cái vụ án Chánh Tổng Hàm đã đi đến đâu. Tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Vụ ấy còn bí ẩn lắm. Tôi đang điều tra lại chuyện này. Theo tờ trình của quan Quyện Minh thì đưa tờ gái của lão Chánh Hàm vì buồn việc chi mà trốn đi biệt vàng. Nhưng theo tôi thì có nhiều điểm mập mờ. Trốn đi hay bị giết rồi, sự thật thế nào còn lẫn lộn trăng đen. Nhưng vụ này Quyện Minh đâu còn trách nhiệm, vì ông ta đã đệ đơn lên tỉnh rồi. Vậy bà Quyện hả còn bận tâm làm gì? Đến đổi phải lên tỉnh để hỏi thăm. Ông mà, theo như tôi nghĩ, có lẽ vụ án này đã xảy ra trong hạt của bà ta, mà chồng bà là người xét xử lúc ban đầu, nên bà cũng muốn biết cho tường tận. Nghe đâu hình như ông Chánh Tổng Hàm là bà con bên ngoài của bà. Nếu ông Tổng Hàm mà có chuyện gì thì cũng xấu lây cho họ hàng nhà bà Quyện, cho nên bà ta có vẻ lo ngại. Ông xem nếu như có thể thì ông nên chăm chút cho lão Chánh một phen. Việc này chưa biết hư thật thế nào, tôi còn phải xem lại rồi mới quyết định sao. Ông mà, tôi thấy ông cũng đã cao tuổi rồi, làm việc nhiều e sanh bệnh thì khổ thân. Bà nói vậy sao phải? Vua tin mình trao trọng trách cho mình là quan án sát, đâu thể chỉ vì việc riêng tư mà bổn phận không tròn. Còn hưởng lộc của triều đình, còn biết thương dân mến nước thì nhiệm vụ phải đặt lên trên. Có phải chết cũng vui lòng cam chịu đó bà? Hay là ông nên căn cứ theo tờ trình của Quyện Minh mà xét xử. Như vậy là ổn rồi, chứ cần gì
ông phải cho người đi điều tra đi điều tra lại. Nhưng so sánh giữa tờ trình của Nguyễn Minh và lời khai của người cha cô gái thì hoàn toàn khác biệt. Theo lời trình của Nguyễn Minh thì nội vụ đầu đuôi như vậy. Chánh Tổng Hàm là một đại điền chủ ở Tổng Hàm Long. Nhà lão ta có rất nhiều tôi tớ. Trong số tôi tớ này có một đứa tớ gái tên là Mường Kha. Con có một nông dân nghèo ở làng bên cạnh. Cô Mường Kha được người cha cầm cho Tổng Hàm một thời hạn là 5 năm, lấy số tiền là 200 quan. Nhưng mới ở được 2 năm thì cha cô gái muốn chuộc cô đem về làm thiếp cho một phú ông già trong làng. Cô gái buồn phiền bỏ ăn bỏ ngủ, rồi một đêm khuya đã lén trốn khỏi nhà Tổng Hàm đi mất. Nhưng trong khi ấy thì cha cô gái đầu đơn lên tỉnh kêu quan là con của mình bị mất tích một cách ám muội. Theo đơn kiện của cha cô gái thì sự việc lại như thế này. Có cháu rồi, cha ráng dậy ăn cho khỏe nghe cha. Cha ơi, chắc cha còn đau đớn lắm phải không cha? Thằng Hai Hộ, tên thuộc hạ của lão Chánh Tổng Hàm thật là vô tâm. Nó vì muốn làm vừa lòng ông chủ của nó mà nỡ đánh đập cha chẳng chút nương tay. Hắn ta là một gã tay sai, chỉ biết cúi đầu dân dạ để có đồng lương hưởng lộc. Cha cũng không nên trách cứ nó làm gì, mà người đáng trách là lão Chánh Tổng Hàm. Lão ta xem đồng tiền hơn sinh mạng của một con người, nên mới truyền lệnh hành hạ cha ra nông nỗi như vậy nè. Cháu hay còn nóng, thôi cha ăn đi, kẻo để nguội lạnh mất ngon cha. Làm sao mà cha ăn nổi con? Vì trong đầu óc của cha hiện giờ chỉ liên tưởng đến hình ảnh lát nữa đây con phải đi ở đỡ đi trừ nợ cho cha. Nhưng nếu không bằng lòng như vậy thì họ sẽ tiếp tục đánh đập cha nặng tay. Đời con hối hận cũng muộn màng, ơn sanh thành sanh tựa non cao, công dưỡng dục như biển cả lớn lao. Phần làm con chưa đáp đền, nơi phải lo tròn hiếu ân. Tội nghiệp con vì câu hiếu từ mà không màng khổ cực gian nan, chấp nhận đi ở đỡ cho người để giữ yên lành cho cha. Cha trách mình bất tài vô dụng nên phải sống trong cái kiếp cơ hàn, sanh con ra lại để con khờ cảnh đói nghèo gánh chung. Cha ơi, con làm sao quên được hoàn cảnh của gia đình ta hồi năm năm về trước. Mẹ thì lâm trọng bệnh, còn cha tìm thầy chải thuốc trong khi nhà thiếu gạo không.
đầu nhưng con đã biết che cánh gồng mặc cho sớm nắng chiều mưa. Bệnh của mẹ thì mỗi lúc trầm trọng thêm hơn, muốn cứu mẹ cha phải vay tiền mượn bà. Ông chánh tổng hàm thật là gian ác, vương ít nặng lời béo co nhờ đục. Nhưng rồi mẹ con cũng không xong được, nợ lại chất chồng chắc không còn đủ sức lo toan. Chánh tổng hàm lòng dạ khó khăn, nay nhất quyết bắt cha phải trả lời lẫn vốn. Trong khi gia đình ta đang lâm vào cơn nguy khốn, mà chủ nợ thì chẳng có chút lòng nhân. Năm nay con của cha vừa tròn 18 tuổi, con đã biết nhờ đâu mình khôn lớn nên người. Cha mẹ gian lao để cho con có được nụ cười, vì nghèo khổ gió sương dầu dài, mẹ mang lấy bệnh tình và đã ra đi. Bao năm rồi làm thân gà trống nuôi con, nay tuổi đã cao trên đầu tóc cha nhiều sợi bạc. Về việc nợ nần cha cho con gánh vác, hiếu tử nguyện đền ơn dưỡng dục cù lao. Con ơi, ở đời cho người ta là phải cực khổ tâm thân, có cha mẹ nào nhận tâm để cho con mình cam chịu vậy? Con tin rồi đây, theo thời gian đưa đẩy, khi trả hết nợ nần, con lại về sớm tối bên cha. Con ơi, cha cũng biết mình đói nghèo thì cớ cớt cùng người ta giàu sung sướng tâm thân. Giàu sáng hay nghèo khó đều có nguyên nhân, luật nhân quả trả dai khó tránh. Có lẽ quá khứ gia đình ta ở ăn không trong sạch, nên bây giờ mới thọ nhận khổ đau. Vì vậy chứ không trách cứ trời cao, mà quyết lo tu tập hướng thiền. Còn chánh tổng hàm ngày nay lắm quyền hành nhiều danh vọng, nhưng ác độc dối lừa thì sẽ trước qua vào thân. Biết vậy nên cha đã sống trong an phận, nhưng chúng con còn lẫn đẫn trên đường đời. Đây rồi, cha con Mường Khâm có nhà đây rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng hai người đã bỏ nhà trốn đi rồi chứ. Dạ thưa ông chánh, chúng tôi biết với uy quyền và thế lực của ông đang có hiện giờ, dầu cha con chúng tôi có chạy trốn nơi nào cũng không thoát khỏi. Biết vậy là khôn đó. Nghe ra ông tính sao? Hôm nay ông có chịu để cô Mường Kha đến ở với tôi xin lỗi, ở đợi nhà tôi để trừ nợ hay không? Hay là lại thích chịu đòn như ngày hôm qua? Dạ thưa ông, trong lòng của cha con á thì không bao giờ muốn cho con mình đem thân đi ở đợ, nhưng nay con vì chữ hiếu nên con chấp nhận tuân theo ý của ông đó. Mường Kha, cha cần thưa qua với ông chánh cho kỹ vấn đề này. Ông còn muốn thưa gọi cái gì nữa? Nè, tôi đã nhất định rồi thì ông đừng có hòng tính ngược tính xuôi. Nếu không có tiền trả nợ cho tôi, cũng không bằng lòng cho con gái của ông sang nhà tôi làm công trừ nợ, thì lần này ông không còn sống được đâu. Hãy hở, hãy mau điều động gia nhân, gãy gốc cầm sẵn tên tay, đầu đó sẵn sàng chờ lệnh của tao. Xin ông chánh cho tôi thưa lại,
nào phải đâu tôi muôn trao trở lóc lừa duy chỉ có điều mong ông hãy xót thương chuyện nợ nần tôi muốn rõ ràng minh bạch. Dạ phải rồi, con cũng cần biết số nợ trước sau tổng cộng bao nhiêu, nhiều ít thế nào và thời gian bao lâu con làm không công trả nợ. Thì đây có sổ sách đàng hoàng, tôi đã ghi chữ nghĩa rõ ràng, có ai tính càng tính bậy được sao? Nếu cha con mấy người cần thì tôi sẽ đọc lại cho mà nghe. Lần thứ nhất, ngày tháng năm, mượn 10 quan để sửa lại căn nhà sau cơn bão. Thưa ông chánh, số tiền mượn lần đó tôi cài ruộng cho ông một mùa đã trừ hết rồi. Không hề có chuyện đó, nếu có thì tôi đã xóa sổ nợ rồi còn đâu. Xin ông chánh nhớ lại kẻo tội nghiệp cho tôi. Bà bảo là không có mà còn bắt tôi nhớ lại làm sao. Nghe tiếp nè. Lần thứ hai, ngày tháng năm, mượn 20 quan để lo thuốc thang cho vợ. Dạ thưa ông chánh, 20 quan này khi mẹ con hết bệnh, con và mẹ trong năm đó vừa cấy vừa gặt cho ông mấy mẫu ruộng cũng đã trừ hết rồi. Không hề, không hề. Đây nè, sổ nợ còn ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, con nó đã trừ rồi, ai mà tin cho được. Trời ơi, như vậy là sao á cha? Vì quá tin người ta nên khi trừ nợ cha không có xem lại sổ, để bây giờ đã khổ lại càng khổ thêm. Thưa ông chánh, nghe tiếp nè. Trong thời gian vợ ông bị bệnh nhất sanh thập tử, ông có đến tôi vay 5 lần tiền, mỗi lần 20 quan, dĩ chi là 100 quan. Ngày vợ ông qua đời, ông mượn thêm 20 quan để lo việc ma chay tống táng. Như vậy tổng cộng cả trước lẫn sau 150 quan. Để coi, nay đã 2 năm ngần ấy thời gian, 1 năm đầu tiền lời ông trả đủ, kế đến 1 năm sau vốn lời ông chẳng hề cao. Nhưng cũng đã 1 năm tôi thắt lưng buộc bụng, dù vay nặng lãi tôi chẳng dám than, tiền lời tôi đã trả y như ước hẹn. Rồi chẳng may chuyện làm ăn sa sút nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Cha ơi, theo con mình nên đến huyện đường, đầu đuôi thưa lại cho quan tường, người ta gạt lừa để tiền vay nợ chất chồng thêm. Thì cứ tự nhiên, tôi đâu có cấm cản mấy người. Nhưng cha con ông nhớ cho rằng, quyền quan với chánh hàm này như thể tay chân. Mấy người cứ suy nghĩ lại đi, binh vực mấy người, quan quyền có được lợi lộc gì đâu chứ. Đừng có như người nằm mơ nữa. Nếu đã sợ quan quyền thì hôm qua làm gì tôi dám cho gia nhân đánh mấy người đến thừa chết thiếu sống. Ai hổ, đánh con nợ này cho đến chết mới dừng tay. Dạ, dạ thưa ông chủ. Còn thưa cái gì nữa, ta đã bảo mày đánh lão Mương Khâm kia mà. Thưa ông chủ, hôm qua vì nghe lời ông chủ, con đã đánh ông ấy đến chết đi sống lại. Lẽ nào hôm nay con... Ờ hay, cái thằng này bỗng nhiên mà nói chuyện lẽ chẳng với tao ở đây hết. Tao biểu đánh thì cứ đánh, mày có nghe không? Thưa ông, sợ dĩ bấy lâu nay ai ai cũng chê cười nguyền rủa con ấy chẳng qua vì manh áo chén cơm. Nhưng xót xa trong lòng khi chúng ra lên chuyện mình đánh người để cho người đau, lương tâm cứ như ai bào rồi nghẹn ngào mắt cay từng đêm. Cái gì mày khóc hả? Lời người nãy vừa phân bài đôi câu, mới hay trên đời nào ai giống ai đâu. Anh đang sống trong một tù mà tâm hồn vẫn luôn sạch trong. Cho tôi nói lên một lời là lời cảm ơn anh dừng tay.
cảm ơn dỗi, rồi nó sẽ phải đánh thôi. Còn đây thịt da đau vẫn nghe ra, biết anh nhân từ lòng tôi vui. Tiếc cho bao ngày nhà nuôi ông, nay mới hay lòng mày đổi thay. Ông ơi, nếu có đổi thay thì con chỉ thay đổi từ hành động bắt nhân trở thành người lương. Còn trung với chủ tâm lòng con luôn hiện hiện, vẫn biết nhờ có ông mà con được ấm áo no cơm, và không phải chạy lo vất vả đêm ngày. Nhưng con có ngờ đâu, ở đỡ cho ông thì số phận an bài. Rồi tên thật của con, cái tên hiền lành cha mẹ đặt ngày xưa, hai chữ thiện nhân giờ thành hai hồn. Con đánh người là để vừa lòng ông chủ, chớ thật ra con nào muốn vậy bao giờ. Thiện nhân tên ấy mẹ cha ngầm bao, làm người phải lấy thiện nuôi thân. Còn giữ như cọp béo tránh sao hậu dần, nhân quả xoay dần trốn chạy được sao. Bữa nay ai nhập mày, ai khai khẩu mày, mà mày đem cái luật nhân quả ra mày hù tao. Thật là tôi sợ quá. Bây giờ lần cuối cùng mày nghe tao hỏi mày nè. Xin ông Chánh đừng hỏi gì anh ấy nữa, và cũng đừng ra lệnh đánh cha tôi, vì tôi bằng lòng đến nhà ông làm con ở để trừ nợ đó. Vậy sao? Tốt tốt, hai họ vẫn có mương khá về nhà. Mời cô theo tôi. Cha ơi, cha đừng buồn, con đi rồi con sẽ về với cha nghe cha. Mương khá, mừng cha con. Ông đã vay nợ của tôi trước sau 150 quan, cộng thêm một năm tiền lời còn thiếu 50 quan nữa, tổng cộng 200 quan. Mừng kha ở đỡ tiền công mỗi năm 40 quan, như vậy phải mất 5 năm cha con ông mới gặp lại nhau. Trời ơi! Đêm nay em tới trễ vậy, làm anh cứ thấp thỏm đợi chờ. Không biết duyên cớ gì mà cho đến bây giờ ông Chánh Tổng mới chịu tắt đèn đi ngủ. Vì lão ấy còn thức á, thì làm sao mà em dám rời khỏi phòng để đến đây gặp anh. Vì ông Chánh Tổng chưa ngủ thì đám gia nhân của ông ấy còn lảng vảng đi tới đi lui để hộ vệ canh chừng ổng. Nghĩ mà thương cho anh hai hổ, từ ngày anh ấy xin ông Chánh thôi làm cái việc đánh người nữa thì ảnh bị ông Chánh đài ải, quân giác nặng nhọc. Nhưng mất hai hổ này, ông Chánh sẽ tạo ra hai hổ khác. Vì vậy mà em sợ thằng tay sai mới của ông Chánh rình mò theo dõi, biết chuyện của hai đứa mình thương nhau. Nó mách cho ông Chánh hay thì anh với em thế nào cũng bị một trận đòn chí tử. Nhưng nếu có chuyện ấy xảy ra thì chắc chắn người bị đòn là anh chứ không phải em đâu. Anh và em đều là người ở của ông Chánh, mà lén lúc yêu đương á thì rơi đòn cả hai cùng chịu, chứ làm gì có chuyện em được ông ấy tha thứ. Vậy mà có đó, em biết tại sao không?
Dì Mười Kha là một cô gái đẹp mà ông Chánh lại là người háo sắc đa tình. Dầu ông thê thiếp rất đồng, một vợ chánh và vợ lẽ thì có đến năm, cái tánh đa dâm tới chết cũng không chừa. Gần đây anh thấy ông ta hay nhìn trộm, mỗi khi em đi qua đi lại, và ông đã sầm sì với tên hầu cần điều chi. Chắc cả hai đang toan tính chuyện gì. Lời anh mới phân bày khiến cho em chợt nhớ, hình như có đôi ba lần ông Chánh đến gần em nói nhỏ. Ông nói vậy nè: em Mường Kha ơi, em dễ thương và đẹp lắm. Đó, 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 thấy chưa? Như vậy anh nói đâu có sai, anh lo vô cùng chuyện ở ngày mai. Chuyện ngày mai là chuyện gì mà anh phải lo? Còn chuyện gì nữa ngoài cái chuyện ông Chánh sẽ bỏ ra một số tiền để cưới em làm vợ lẽ thứ sáu của ổng? Ông Chánh cưới em? Thôi đi, anh tưởng tượng rồi nói đùa cho vui, chứ làm gì có chuyện ông già gần 70 tuổi mà đi cưới gái 20. Mà cho dù thật tình ổng có cưới em đi nữa thì đời nào em bằng lòng mà anh lo sợ cho mất công. Không cưới được em, người ta sẽ tìm mọi cách để hại em, để chiếm đoạt em cho bằng được á. Anh nói sao nghe dễ quá vậy? Tới chừng đó em sẽ la lên nè, rồi em đi báo quan. Hay quá ha, giỏi quá ha. Nói cho em biết nè, đã 4 năm rồi anh ở đợi nhà này nên không có chuyện gì mà anh không biết hết trơn á. Ngoài chuyện hành hạ kẻ ăn người ở, lường công cướp sức tá điền, còn cái chuyện này mới quan trọng nè. Những cô gái đẹp như em đến đây làm thuê đều bị ông Chánh cưỡng hiếp mang nhục rồi bỏ đi. Nói cho em biết vậy đó. Mà sao những cô gái ấy họ không đầu cáo lên quan về việc làm của ông Chánh? Làm gì có chuyện đầu cáo lên quan. Đối với ông Chánh, chúng ta đều là những người thấp cổ bé miệng. Cuối cùng rồi sức mạnh của đồng tiền cũng khiến cho các vị quan quyền vô nhân thiếu đức luôn bên vực những kẻ giàu sang. Nghe anh nói, bỗng nhiên em thấy trong lòng có sự lo lắng không an, rồi suy nghĩ mênh mang. Biết đâu mai mốt này ông Chánh tổng đồng thói tà tâm, làm chuyện lố lăng, đến khi ấy rồi làm sao em thoát được. Vậy ngay bây giờ em phải tìm cách tính trước là hơn, đừng để nước tới chân. Nếu Mường Kha thương anh chân thật, muốn cùng nhau tính chuyện tóc tờ, thì hai đứa mình rời khỏi nơi đây, chung sức chung lòng xây dựng tương lai. Đói no cũng chịu còn hơn ở đợi, làm kiếp ngựa trâu chủ ho cũng sợ, chủ giận càng thêm sợ. Thương anh á thì em đã thật lòng thương, nhưng mà còn cái việc kiếm lối tìm đường để thoát đời ở đợ, ngày bây giờ làm sao mà em thoát được? Nghe đâu gia đình của em thiếu nợ ông Chánh tổng 200 quan tiền, một năm em phải ở đây làm việc trừ nợ 40 quan, và em đã làm được 2 năm rồi phải không? 2 năm thì chỉ mới trừ được có 80 quan à, còn đến 3 năm nữa mới hết nợ. 3 năm dài đằng đẵng, 3 năm ở trong tay của lão Chánh. Kham Ly ơi, em sợ lắm. Mường Kha, em đừng có sợ, anh đã có cách để hai đứa mình sớm rời khỏi nơi đây. Cách gì vậy anh? Anh đã đến đây làm công cho ông Chánh 4 năm rồi mà anh chưa nhận tiền một ngày công nào hết á. Sao lạ vậy? Đã 4 năm làm lụng vất vả, khi thì cài ruộng gặt lúa, lúc thì giữ dịch chăn trâu, mà anh chưa nhận được một đồng tiền công. 4 năm là 160 quan, vậy số tiền đó ai giữ cho anh?
Ông Chánh bảo anh làm đủ 5 năm, ông sẽ trả cho anh một lần để anh mua nhà cưới vợ, bỏ kiếp ở đợi làm thuê. Nay đã có em rồi, anh tính vậy nè ha. 4 năm ở đợi của anh cộng với 2 năm ở đợi của em là 6 năm. 6 năm trừ 5 năm phần tiền mà gia đình em đã vay của ông Chánh. Vậy là ông ấy còn thiếu lại hai đứa mình một năm tiền công 40 quan. Nghĩa là hai chúng ta sẽ rời khỏi vũng bùn đen tối này mà vẫn còn 40 quan. Tuy chưa phải là kẻ giàu sang, nhưng trước mắt hai ta sẽ thoát kiếp người ở đợi. Mường Kha, em có vui không khi mai đây chúng mình nên chồng nên vợ và ước nguyện rằng muôn thuở sống bên nhau? Cứ tưởng tượng thôi mà lòng em cảm thấy xót xa. Nghe hạnh phúc qua như có ngàn vạn niềm vui dâng trào trong tâm khảm. Trước mặt em tuy giờ đang giữa trời đêm tối bao trùng, đêm hò hẹn nhau từng giây phút phập phồng, cứ sợ cứ lo người ta hay biết. Nhưng bỗng đâu em thấy có hoa cười, có trăng vàng lung linh. Có thật vậy không Mường Kha? Vâng, em đang vui, một niềm vui khôn tả. Trăng lung linh trăng mừng cho hai ta, quá cười vui quá nói rằng Mường Kha hãy tỉnh đi. Rồi thôn dân của tháng năm nào rền pháo cưới tay giấy tay chào, bà con lui tới mừng hạnh phúc hai ta. Nắng sớm sương tan ruộng lúa chăm lo hai đứa ra đồng, ruộng ta ta cây ta trồng. Còn phụ thân tuổi già để chăm lo hầu hạ thôi, thì mai ta về cùng nhau náo nương nơi mái lá vui lắm. Em ơi khi anh có cha để gọi, có người vợ đẹp như tiên diệu hiền, như ngọc nữ vui chữ Tào Khang. Không mơ màng danh vọng, vọng lòng không ham thú phần. Chỉ bấy nhiêu thôi là anh nghe sung sướng vô ngần. Từ đấy anh không còn than thân trách phận, rằng tại sao mình phước đức mong manh. Cha mẹ thì không còn đi ở đỡ quanh năm, anh luôn mặc cảm vì số trời đã định. Nhưng bây giờ anh vừa sực tình
phần số do ta đâu phải tại trời. Anh nói vậy là sao? Dầu sống với người không lương thiện như ông Chánh Hàm, nhưng anh quyết không để cho mình lòng dạ như ông ấy. Nhờ ăn ở thẳng ngay, phước mai đã đến nên anh mới gặp được em đó. Người có phước mai phải là em mới đúng, vì từ đây em đã có anh chở che đùm bọc. Mưa khá ơi, chắc tại hai đứa mình có duyên lần nở nên trời Phật khiến xui ta gặp gỡ nơi này. Để có đêm nay mình được giây phút sum vầy, phút giây hẹn hò tuy là ngắn ngủi nhưng đôi lòng như đã hòa quyện cùng nhau. Đêm nay ở đây chứng có trời cao, mình nguyện sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Chữ tâm đồng hai ta thề ghi tạc, giữa nhân gian đơn thác chẳng xa rời. Lời thề anh đã thốt rồi, em đây xin hứa trọn đời bên nhau. Ngỡ rằng là giấc chiêm bao, nào hay nguyệt lão chỉ đào cớ xe. Khâm Ly ơi, em đang nghe trong lòng rộn rã, đang thấy trước mắt mình yên ả khoảng trời xanh. Trời xanh trong không có bão giông, mà có én lượng chim ca mừng hai ta hạnh phúc. Giữa cõi đời lấn chen trong đục, có ai tâm hồn như mai trút vẹn tình chung. Rồi đây trong mái tranh có tiếng cười con trẻ, gọi mẹ kêu ba vui vẻ một gia đình. Và có tiếng giọng đông đưa kẹo kẹt, ông ngoại ôm cháu vào lòng kể chuyện đời xưa. Chuyện đời xưa khuyên thế nhân giữ đạo nhân nghĩa luôn gìn, đừng trao trở bạc đen. Khâm Ly, chị Mường Kha, anh chị hãy mau rời nơi đây, về chỗ ngủ đi. Có chuyện gì vậy anh Hai Hổ? Thôi thôi, đừng có gọi tôi là Hai Hổ nữa, tôi hết làm cọp lâu rồi. Tôi xin lỗi anh thiện nhân. Anh gọi tên cúng cơm của tôi để cho tôi cảm thấy nhẹ đi một phần nào tội lỗi. Anh thiện nhân, trong đêm tối như thế này mà anh còn đi tìm chúng tôi, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm phải không anh? Không biết sao á, đêm nay tôi cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Định ra ngoài cho khuây khỏa một chút, bỗng nhìn qua phòng của ông chánh tổng nhà ta. Vì khoảng cách không xa nên mắt tôi đã thấy rõ ràng, quanh bên ông tổng là một đám gia nhân. Họ nhỏ to nhưng không biết họ toàn tính gì, linh tính tôi thì lại nghĩ rằng đã có người rình mò đến tận nơi đây, và biết anh chị đang hò hẹn với nhau, chúng tìm chánh tổng tàu báo lại. Nếu đúng vậy thì thật là tai hại, anh chị hãy mau rời khỏi đây ngay. Thân ở đời phải sợ chú rầy la, chớ thật ra chúng tôi yêu nhau trong sạch, thì cũng cần trắng đen minh bạch. Là chúng tôi nên đối diện với tấm hàm, chớ lý đâu người ở đâu lại không có quyền, thân thì như bị xích xiềng, yêu thương chân thành cũng bị cấm ngăn nghiêm ngặt. Trong chuyện này anh chị chưa hiểu được nguyên nhân, thôi thì cứ phải nhanh chân, tránh quả cho mình có hổ ngang chi.
Chúng nó đây rồi, trói thằng Khâm Ly và Thiện Nhân lại cho tao. Thưa ông, sao ông lại cho người bắt trói tôi? Ông chủ ơi, sao ông chủ làm như vậy? Anh Khâm Ly nào có tội tình gì đâu chứ. Trời đó, có tội hay không một lát rồi sẽ biết. Còn thằng Thiện Nhân, mày đâu? Đánh một trận cho nó bỏ cái tật chỉ đường cho hưu chạy. Đánh đi. Đánh thêm đi, nét thân tôi mà không quan hờn. Vì nhân xưa mà tôi gieo tay đánh ai đau, để bây giờ quá xanh rồi tôi đành ôm lấy. Hỡi ai còn để tâm tàn ác, xin hãy nhìn bây giờ thân. Mày đâu? Lôi thằng Thiện Nhân đi và nhốt nó lại, chờ sáng mai tao tính sổ với nó. Thằng Khâm Ly, ở đợi cho chánh tổng hàm này đã 4 năm mà chưa biết oai của tổng. Mày đâu? Đánh dằn mặt nó 50 hẹo của tao. Khâm Ly, đừng, đừng đánh anh Khâm Ly nữa, người ta vô tội mà. Tôi có tội tình gì mà ông cho người đánh tôi? Đánh như đánh một kẻ thù không nương tay, không thương tiếc. Trong khi 4 năm nay, chính tôi là người giúp việc cho ông, đói không dám than, đau không dám chết. Xưa không có tội, bây giờ là người có tội. Tôi có tội gì với ông chứ? Cái tội ban đêm ban hôm dụ dỗ rủ rê người ăn kẻ ở của tao đi nhỏ to tình tự. Dù cho chúng tôi có tình tự nhỏ to đi nữa thì đó là quyền của chúng tôi, với ông sao gọi là có tội? Mấy người nên nhớ rằng mấy người đến nhà tôi là để ở đợ, ở đợ nghe chưa, chứ không phải đến đây để hẹn hò tính chuyện trên 100 dâu. Nhưng thưa ông, giờ này đâu phải là giờ ở đợ. Nhưng hai đứa bay đang hò hẹn trong giường, trong phần đất của tao, thì tao có quyền đánh đập, có quyền nghi nan hai đứa mày tính chuyện tà gian. Kể từ hôm nay tao cấm tụi bay gặp nhau trò chuyện. Nếu cãi lời tao có chết đừng hỏi tại sao. Tôi đã hiểu do đâu bỗng nhiên ông xử tệ với tôi, nhưng tôi cũng đã tính rồi là sẽ rời khỏi nơi đây. Cùng đi với tôi có Mường Kha theo chân làm bầu bạn. Cái gì? Mày nói sao? Mày thử nói lại tao nghe. Gần 1 năm nay chúng tôi đã đoan tính chuyện mai sau, hai đứa sẽ nên vợ nên chồng, lo xây dựng tương lai. Về sẵn nơi đây tôi cũng xin rằng hai chúng tôi quyết lòng ra đi thoát kiếp người ở đời. Chắc cô Mường Kha đã quên cô chỉ mới trả nợ được có 2 năm. Phần ông chắc cũng không quên 4 năm giúp việc cho ông, tiền công tôi chưa nhận. Vậy 4 năm của tôi và 2 năm của Mường Kha cộng lại, ông còn nợ của chúng tôi số tiền là 40 quan. Thì ra hai đứa bay đã toàn tính với nhau rất kỹ càng về cái chuyện này. May mà trời xui đất khiến, 4 năm ở đợi cho ông, tiền công vẫn còn đó, nên hôm nay mới có
để cứu Mường Kha thoát khỏi tà tâm của ông. Cái gì tà tâm mày? Tà tâm? Được, tao cho mày thấy cái tà tâm của tao. Mày nói tao thiếu mày 4 năm tiền công chưa trả hả? Ai làm chứng chuyện này? Ông, như vậy là ông. Tụi bay đánh thằng Cam Ly một trận rồi tống cổ nó đi ngay trong đêm nay. Còn con Mường Kha lôi nó vào phòng đặc biệt, nhốt nó lại cho tao. Mường Kha, em hãy đang giữ lấy thân, người ta sắp làm hại em đó. Cam Ly ơi, anh hãy đợi em, hãy chờ em Cam Ly ơi. Chắp tay khấn nguyện hướng lòng kính dâng tâm hương cầu với quỷ thần hộ trì con trẻ trăm phần an vui. Mường Kha ơi, đã 2 năm rồi cha trong đời, đợi con về lòng buồn dời dời, vì đời thì có đời, nhưng con của tôi như nhãn cá mịt mù. Phận của con thân đi ở đời như tội nhân biết xứ lưu đày. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, có ai không, có ai không, hãy cứu giùm tôi, hãy cứu giùm tôi, hãy cứu giùm tôi. Ô kìa, cháu, cháu ơi, cháu làm sao vậy? Ông ơi, ông lại bỏ cho tôi xin miếng nước, tôi khát lắm, tôi khát lắm. Được, được, tôi sẽ đi lấy nước ngay. Nè, 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 nước đây, cháu hãy uống đi. Uống nữa đi cháu. Con xin cảm tạ tấm lòng nhân ái của ông. Hình như cháu bị ai đánh đập thì phải. Dần, mai mà con chạy thoát được, từ đêm qua con lê lết tới đây, nếu không thì mạng sống của con không còn. Tội nghiệp quá, nhưng bọn người nào lại nhẫn tâm hà hiếp cháu đến như vậy, và nguyên do nào xảy ra cớ sự này? Ông ơi, con không ngờ một chánh tổng giàu sang phú quý mà lại là người thất đức vô nhân. Cháu trở lọc lừa phú nghĩa quên ân, cài lao nhọc tâm thân, ngày ngày vất vả tay chân, con nằm dây kiếp người ở đời, tiền công con chưa nhận lãnh một đồng, nay còn bị đánh đập hành hạ, họ quyết lòng giết chết con đi để khỏi trả tiền công. Thì sao cháu đây là người ở của tổng hàm, vậy cách cháu không lạ gì. Cô gái họ Mường cũng đem thân ở đời, thời gian đã 2 năm
Không phải ông muốn nói đến Mường Kha? Đúng rồi, nó là Mường Kha, là con gái của lão. Cháu ơi, con Mường Kha giờ nó ra sao rồi? Nó có được cơm no áo ấm không? Nó có gánh vác những công việc nặng nhọc mà người ta bắt nó phải làm không vậy cháu? Ông là cha của Mường Kha. Cách đây 2 năm, tôi thiếu nợ lão chánh tổng, và vì không tiền trả nổi nên lão buộc con gái tôi mới đến nhà lão làm con ở 5 năm đi trừ nợ. 2 năm rồi tôi nhớ con tôi, tôi muốn gặp nó để hán hỏi đôi lời. Rằng khổ cực mưa nắng ở nhà người, tiếng khóc thay tiếng cười, chắc làm con lắm khổ đau. Nhưng đã nhiều lần lão đến thăm con, người ta lạnh lùng khóa cửa căm ngăn, nên không thể bước chân vào bởi bờ rào ngăn đôi. Ông ơi, con xin ông nhận nơi con một lại chân thành, gọi là kết mối duyên lành cho hai trẻ được nên đôi. Nhờ Phật trời đưa đường dẫn lối, xui cho con lạc bước đến nơi này để có gì phân bài những điều cay đắng ức quan. Vừa thoáng nghe qua mấy lời trao thốt xa với tấm lòng thiết tha thưa gửi, lão biết cháu với Mường Kha đã có ân tình hẹn hò chờ đợi, nhưng rồi duyên cớ làm sao hai đứa phải chia lìa. Và thân cháu đứng đau máu đỏ đầm đìa, lão linh cảm có chuyện chẳng lành xảy đến, mà thân phận kẻ nghèo phải chịu sấm sét mưa giông. Đã thương con thì lão cũng không nỡ cấm ngăn, thôi thì duyên của hai đứa lão rất vui mà chấp nhận. Nhưng phần số các con đang trong cơn lận đận chống chọi, làm sao với ác bác cường con? Không mẹ không cha, nay được ông cho con vào Mường Kha tóc tơ xe kết, giờ gặp nhau đây con xin gọi người bằng cha để không còn thấy kẻ xa người lạ. Được rồi, được rồi, bây giờ con hãy nói Mường Kha con gái của cha nó như thế nào rồi hả con? Thưa cha, cha ơi, lão Tổng Hàm xưa nay ai cũng biết hắn là một tên thiếu sách đa tình, đã có những cô gái đang xuân bị hắn vùi dập thân hình. Vì thương Mường Kha còn trong tuổi ngây thơ khờ dại, cô muốn đưa em rời khỏi địa ngục trần. Nhưng lão chánh hàm lại tìm cách cản ngăn, hắn đánh đuổi con đi và bắt Mường Kha ở lại. Lòng con giờ đây vô cùng lo ngại, số phận mong manh của liễu yêu qua mềm. Như vậy là không ổn rồi. Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi, nó ngu khờ quá, làm sao mà thoát khỏi tay tên chánh tổng hàm cho được? Chỉ còn có cách là cha đến quyển đường tường trình tất cả,
Quả mai mới cứu được Mường Kha. Con ơi, Quyện Minh với Chánh Hàm tuy hai mà một, kẻ ác bá cường hào, người ỷ thế cậy quay. Dân trong quyển này đã ăn đắng nuốt cay, cổ quốc nghẹn vì kéo trời không thâu. Cha đã già rồi đâu còn sợ chết, cha phải gặp Chánh Hàm cho sỏ trăng đen. Cầu trời cho Mường Kha thoát qua tai, hắn cha mới an tâm vui sống trên đời. Còn nếu như Mường Kha mang thân ô nhục, cha sẽ lên tỉnh thành đầu cáo với quan trên. Nhờ đèn trời chiếu soi minh bạch, kẻ ác như Chánh Hàm tránh quả được đâu. Thưa cha, 4 năm qua con ở đợi cho Chánh Hàm chưa nhận lấy một đồng công, còn Mường Kha vất vả đã 2 năm. So đi tính lại, cha chuộc Mường Kha về, lão Hàm còn thiếu ta 40 quan bạc. Được, cha sẽ nói với Chánh Hàm về chuyện này. Con trông coi nhà, đợi cha về trắng đen sẽ rõ. Cha đi. Thả tôi ra! Các người hãy thả tôi ra! Sao lại nhốt tôi ở trong phòng này? Thả tôi ra! Hãy thả tôi ra! Anh Khơm Ly ơi, anh hãy cứu em. Anh ở đâu? Cứu em với. Cha ơi, người ta đã giam giữ con ở đây, không cho con về với cha nữa rồi. Hãy thả tôi ra. Các người hãy thả tôi ra. Hãy thả tôi ra. Trời ơi, sao ngoài trong dân lặng không người lại qua như bãi tha mà. Nghe tiếng gió lùa qua khe cửa lạnh lùng, lòng đang thấp thòm lo âu. Rủi mai số phận ai ngờ được đâu trong bể rồi đòn khổ thân bởi yêu em. Ai đó? Đừng la, tôi là cha. Ông Chánh, sao ông làm như vậy? Tôi có tội tình gì mà ông lại giam tôi trong phòng này như giam giữ tội nhân? Nói hoang gì thưa không à. Được ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, có người hầu hạ cơm nước đàng hoàng, mà em nó bị giam giữ, nghe sao phải? Không giam giữ thì ông cho tôi ra bên ngoài đi, rồi ông muốn nói chuyện gì cũng được hết á. Cho em ra ngoài để em trốn theo thằng Khâm Ly hả? Tôi đâu có dại như vậy, tôi đâu có ngu gì để mất em. Nè, bằng lòng làm vợ thứ 6 của tôi đi. Chẳng những em không còn làm thân ở đợ nữa, mà em sẽ trở thành bà chánh tổng hàng, kêu ai cũng dạ, gọi ai cũng vâng. Thà làm người ở đợ mà tâm thân tôi sạch trong không quen ô. Thà chiều dầu dài nắng mưa gian khổ, mà thiên hạ không nhìn tôi bằng ánh mắt
khinh khi. Ông tránh ra đi, để tôi rời khỏi nơi này, nơi cửa rộng nhà cao mà vẫn thiếu làm sao. Cha tôi vì thiếu nợ của ông, tôi ở đâu để trừ dần. Đạo thanh bần chớ không tham tiền bán thân. Hơn nữa tôi với anh Khâm Ly đã nguyện cùng nhau nên vợ nên chồng, là thanh chỉ hồng đã cột đã xe. Từ xưa đến nay, một khi này muốn cùng ai sinh dậy thì con mọi khó chuột khỏi tay. Hãy suy nghĩ lại đi, đừng nên dại dột ngu khờ mà đợi mà chờ. Thằng Khám Ly nghèo khó, tâm thần của nó còn bữa đói bữa no, đông về giá lạnh nằm co suốt cả đời âu lo. Tôi không muốn nghe ông nói gì nữa cả. Ông hãy mở cửa cho tôi ra ngoài ngay bây giờ. Dễ vậy sao? Bao nhiêu cô gái đã vào trong phòng này rồi thì không có một cô nào dễ dàng bước ra khỏi. Trừ khi đã gật đầu ưng thuận cùng tôi, Mường Kha, cô cũng không phải là người ngoại lệ, thì đừng chống lại làm chi, chỉ vô ích mà thôi. Ông làm gì vậy? Bỏ người ta, ông tránh tổng hà. Dạ bỏ mông. Có chuyện gì? Bỏ mông, thằng thiện nhân đã phá cửa phòng trốn đi rồi. Trời ơi, tụi bay là cái đồ ám hại. Chỉ có canh giữ thằng đó mà cũng không xong. Dạ, thưa ông còn chuyện này. Còn chuyện gì nữa? Sao lại cho lão vào? Bẩm ông, lần này lão la hét dữ dằn quá nên mấy đứa gác cổng buộc lòng cho ông vào à. Được rồi, tao sẽ ra ngoài ấy gặp lão. Tối nay trở lại, tôi sẽ cho em châu báu bạc vàng. Nếu em không nhận thì đừng có trách. Khóa cửa phòng lại rồi theo tao. Thả tôi ra! Ông thả tôi ra! Thả tôi ra! Ông thả tôi ra! May quá, tôi định sang nhà ông mà thì ông lại đến. Xin ông cho tôi gặp con gái của tôi. Con Mường Kha nó còn ở đây đâu mà ông đòi gặp. Ông Chánh nói sao? Con gái của ông thiệt là tệ. Tiếng là đến đây làm công để trừ nợ, nhưng nó có chịu làm lụng gì đâu. Lại lén lút trai gái với thằng gia nhân ở trong nhà, xui xẻo khiến tôi bắt gặp. Tôi đuổi thằng gia nhân đi bữa trước, bữa sau con Mường Kha cũng trốn theo thằng đó đi biệt tâm biệt tích. Ông nói gạt tôi. Tôi quả quyết rằng con gái của tôi còn ở trong nhà của ông. Ông Chánh, tôi gian ông, tôi lại ông. Ông buông tha cho con Mường Kha, nó còn nhỏ dại lắm. Nó mà có mệnh hệ nào chắc tôi không sao sống được. Cái ông này lạ chưa? Ai đã làm gì mà ông đến nơi này khẩn cầu gian sinh, làm mà như thể tôi sắp giết con ông.
Nó là con gái mà lại dám theo trai, không kể gì đến ai cả. Ông hãy đi về lo tìm kiếm nó, kẻo không còn kịp đâu. Một lần nữa tôi mong ông hãy hồi tâm trong những ngày còn lại sống với tình thương lương thiên. Ở đây ông là người mà thiên hạ đều quen tên biết tiếng, rằng ông đã có năm thê bảy thiếp thì còn ham chi loại có dài qua. Tội nghiệp con tôi một mai nó nghe theo mà giọng quyển tiếng kèn, tâm thân nó bị bùng nhớ lên lắm, mai mốt có chồng còn nhục nhã nào hơn. Vậy xin ông nên tích đức gieo nhân, tha cho mượn kha một bông hoa hèn mòn. Có đau khổ nào hơn khi phận làm cha mẹ, nhìn con mình tiếc hạnh còn đâu. Từ nãy giờ ông nói cái quái gì vậy? Không có quái rỡ gì hết, mà tôi nói lên sự thật. Sự thật gì? Sự thật ông cướp công sức của người con trai đã làm tôi mỏi cho ông hàng 4 năm trời. Sự thật ông đang giữ Mường Kha con gái của tôi với giả tâm tồi bại. Mày đâu? Tống cổ lão già này ra khỏi chỗ này cho tao. Tôi đến đây với mục đích hoàn toàn minh bạch, thì ông không có quyền xua đuổi tôi. Mục đích gì? Chuộc con gái tôi về. Tiền đâu? Kham Ly bảo rằng ông còn thiếu nó 4 năm tiền công, có đúng không? Rồi sao? Kham Ly nay nó là hiền tế của tôi, 4 năm tiền công của nó và 2 năm ở đỡ của Mường Kha. Nếu chuộc con gái tôi về, tính ra ông vẫn còn nợ lại chúng tôi 1 năm 40 quan. Thì ra thằng Kham Ly vẫn còn sống và hiện giờ nó đang ở nhà ông mà. Ông nghĩ sao mà dám nói chánh tổng hàm này thiếu nợ thằng tôi đòi đó chứ? Về bảo với nó đến gặp tôi, bằng không thì đừng có hòng. Dạ nhớ, tổng cộng lại. Chánh tổng hàm, Mường Kha con gái của tôi có bề gì? Tôi sẽ đầu cáo đến quan án sát, ông sẽ phải đền tội. Kham Ly còn sống là mình còn một nhân chứng hiểm nguy. Tiên hạ thủ vi cường, phải tính trước thôi. Đó, chuyện nó xảy ra như vậy. Ông Mường Khâm cha của cô gái Đinh Ninh con mình bị tổng hàm giam giữ ở đâu đó, hay có thể bị thủ tiêu rồi cũng nên, mới đệ đơn lên tỉnh. Chính tôi đã nhiều lần đọc tập hồ sơ, thấy rằng trong vụ án có nhiều chi tiết mập mờ, có nhiều điều bí ẩn. Chắc cha cô Mường Kha trong lòng đang mang hoang ngất, và biết quyền mình với tổng hàm cùng nhau vô che vụ án. Rồi bây giờ ông tính sao? Không lẽ cứ ra đi xét lại hoài? Ông mà ông thì tuổi cũng đã cao rồi và đã sắp hết ngày làm quan, hay là ông quên thức nó đi? Dân tình còn tin tưởng nơi mình, lẽ nào ta đánh chữ làm thinh? Mãi nói chuyện với bà mà đến giờ làm việc tôi không hay, tôi phải sang sở làm ngay đây. Bà đừng lo lắng gì cho tôi nhất định không bỏ cuộc về vụ án này đâu. Ông
trong vụ án có nhiều chi tiết mập mờ, có nhiều bí ẩn. Mình nhận vàng là đồng lõa với kẻ gian. Chết rồi, chết rồi, phải trả lại thôi. Hay là thôi đi thím à, con trở về quê nói với gia đình là con có lên trên này, nhưng không có chú thím ở nhà. Như vậy là chắc không ai trách gì chú thím đâu. Không được. Vậy là vô tình thím xui cháu tập tánh nói dối hay sao? Nhưng mà khổ quá, nói thì không ai tin. Chứ rõ ràng là chú thím không có dư giả gì, trong khi ở quê nhà đang gặp cảnh thiên tai lũ lụt, cần được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Thím nghĩ trường hợp này mà nếu chỉ giúp 5 ba cắt 1 đồng thì có thấm tháp gì đâu. Bà con mình ở dưới quê đang khổ sở lắm phải không cháu? Thưa thím, nói thì không thể nào diễn tả cho hết được tình cảnh vô cùng khốn khổ của bà con ta. Tình cảnh mà hàng vạn người đáng gánh chịu sau cơn bão đi qua. Tiếng khóc than còn đang vang vọng vì nhà cửa đã tiêu tan, kẻ mất vợ người xa chồng. Của cải dành dùm bao năm chỉ trong phút giây là tan hoại, do nước lũ cuốn đi rồi. Chỉ nghe cháu nói ngần ấy thôi, thím đã thấy gan ruột sụt sang. Thương cho đồng bào ta rơi vào thảm trạng, giúp đỡ người là bổn phận chung, để thím tìm phương cách nào. Ít nhiều gì cũng phải lo. Chú là quan thanh niên, ai cũng biết vậy, nên thím đừng quá bận tâm. Khi nhà ta không dư giả bạc tiền, không ai buồn phiền vì thím đâu. Chẳng có ai buồn phiền, nhưng lòng của thím không yên khi liên tưởng đến hình ảnh của bao người đang đói cơm khát nước. Ai đã từng khổ đau mới thương người đau khổ. Ai có rơi vào cơn cùng đường mạt lộ mới thấy quý yêu những mảnh đời bất hạnh lắm. Chúng ta có phước may không rơi vào cơn chớp bể, nhưng chuyện tương lai nào ai biết được. Hôm nay thì người, mai lại đến thân ta. Càng nghĩ thêm nghe lòng có nỗi xót xa. Ôi kiếp nhân sinh sao mà lên đến trôi vàng, thương làm sao những con người phân bạc. Họ đang chơi vơi trong nghèo đói lạnh lùng. Bây giờ như thế này đi. Hiện thím đang giữ một ít vàng của người ta gửi. Thôi thì thím sẽ mượn tạm đưa cho cháu đem về quê, gọi là của ít lòng nhiều. Cháu chờ thím một chút nha. Trăm nghe không bằng mắt thấy, chú mình đúng là một quan sống đời trong sạch như muôn vạn lời đồn, một quan án quyền xanh xác trong tay.
mà nhà cửa chẳng bằng ai, lại không có tiền dư của để. Phú Sang à, đây là một thoi vàng, cháu hãy đem về quê ngay để kịp giúp đỡ cho bà con trong cơn khốn khó. Thưa thím, vàng này của người ta gửi vậy rồi. Thím sẽ tìm cách xoay sở trả lại cho họ sao? Cháu đừng có lo. Dạ, cháu thay mặt bà con ở quê mình xin cảm tạ tấm lòng cao cả của thím. Dạ, cháu xin đi đây. Ừ, cháu đi đi. Bà con mình đang trong cảnh tình nguy ngập, gặp biến thì phải tùng quyền. Nếu như vụ án không có gì phức tạp khó khăn, có thể châm trước được một đôi chút thì mình sẽ dùng ba tấc lửa để thuyết phục ông nhà. Bằng trái lại thì mình sẽ vay mượn chỗ khác để trả lại đủ số vàng cho bà Nguyễn. Bấm bà, có bà Nguyễn Minh đến giếng à? Chỉ có mấy ngày mà bà ta lại đến. Chú cứ cho bà ấy vào. Dạ. Tự mình làm khổ cho mình rồi đây. Bẩm bà, con mới đến à. Mời bà Nguyễn ngồi. Bẩm bà lớn, hôm nay vợ chồng chúng tôi cũng định đem đến biếu bà lớn thêm một ít lon trà thứ hảo hạng như lần trước á, nhưng cứ sợ bà lớn quở trách nên không dám. Dạ, thứ trà ấy chúng tôi gửi mua từ kinh đô chứ ở đây không có bán. Không biết quan lớn bà lớn dùng có thấy mùi vị đặc biệt không mà. Dân, trà có mùi đặc biệt lắm, nhưng chỉ có mình tôi thưởng thức. Còn ông nhà tôi thì chỉ dùng thứ trà quen thuộc thường ngày thôi. Bà nói sao? Ông lớn... Ông nhà tôi không quen dùng thứ trà ấy, nên tôi định khi bà trở lại đây sẽ gửi trả lại bà. Còn tôi thì dùng trà gì cũng được, có thì dùng, không có thì thôi. Hay là để tôi... Dạ, xin bà lớn cứ để đó mà dùng. Nếu hôm nay quà bà trả lại, con thật vô cùng ái ngại. Bà làm vậy thì đã quá ra, phụ lòng vợ chồng con lắm. Bà lớn xin nhớ nghĩ gì, cứ xem là vợ chồng con. Hôm qua khi rảnh rang công việc, đối mặt với ông nhà nói chuyện, mới nghe được rõ đầu đuôi hồ sơ ghi rành vụ án. Vụ án của ông Tổng Hàm tôi xem chừng không phải dễ. Hẳn có điều như mờ ám, ông tôi phải tra xét kỹ càng. Dạ thưa, vợ chồng tôi vẫn biết vậy nên mới cầu cứu đến quan lớn. Nếu bà lớn thương tình vợ chồng con mà nói vào một tiếng với quan lớn, chắc quan lớn cũng không nỡ hành động một cách nghiêm khắc. Chứ còn nếu như bà lớn không hứa một câu thì chuyện của ông chánh Tổng Hàm mà bà Nguyễn quan tâm quá vậy.
lớn ơi, chuyện của người ta nhưng chẳng qua thấy họ bị quan tình nên vợ chồng tôi mới đồng lòng thương. À thì ra ông bà huyện có tâm nhân từ, biết thương người như thế thương thân. Bà lớn ơi, không hiểu tại sao ông nhà tôi cứ mỗi lần nhìn bài học ngàn vàng treo bên an, ông lại có vẻ không an, đứng lên ngồi xuống thơ thẩn vào ra như người lạc phách. Biết tận tường đen trắng rằng ông quyến nhà vì quá thương dân. Ông luôn nói chánh tổng hàm là người bị ức quan, phải thưa với bà lớn để nỗi quan tình không còn nữa. Chỉ cuối xin bà cho một lời hứa giúp ông nhà tôi yên gia. Tôi cũng sẽ cố gắng, nhưng mà đến đâu thì hay đến đó. Tuy là quan án sát toàn quyền xét xử, nhưng tánh của ông nhà tôi lúc nào cũng hay hỏi han ý kiến của những người có trách nhiệm, sau đó rồi mới quyết định. Nhà con bảo trong vụ này chỉ là nghi vấn chứ không bằng chứng gì xác thực là chánh hàm đã bắt giữ hay thủ tiêu cô gái Mường Kha. Nếu quan lớn phê cho một câu xếp vụ án lại vì không đủ bằng cớ buộc tội can phạm là yên thôi. Con nghĩ quan lớn bà lớn không có gì đáng e ngại, vì vụ này nhà con cũng đã trình với cụ tổng trấn và cụ cũng đã thông cảm rồi. Nhà con với cụ tổng trấn cũng không xa lạ gì, đã từng quen biết nhau từ thuở nhỏ. Thôi được, bà huyện an lòng đi về đi. Bằng mọi cách tôi sẽ thuyết phục ông nhà bỏ qua vụ án. Được vậy, vợ chồng con cảm ơn bà lớn nhiều lắm. Dạ, xin phép bà lớn con về. Bà huyện về. Nếu như huyện Minh được quan tổng trấn bảo bọc và cũng đã vận động lo lót về vụ án này rồi, thì mình cũng nên nói với ông nhà bỏ qua cho. Nói một tiếng với chồng mà được bốn thoi vàng đáng giá bằng cả một gia tài thì việc gì không thể bỏ qua. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Nếu như mình khuyên ông nhà bỏ qua vụ án, có phải là mình sắp làm một chuyện bất chánh không? Cũng chưa hẳn là như vậy. Thứ nhất, vụ án ấy chỉ mới là nghi vấn mà thôi. Đạo chánh hàm kia có thể gây ra tội tình, nhưng cũng có thể là lão bị quan ức. Nếu như lão ấy bị ức quan mà mình cứu được lão ta thì đó là điều tích đức gieo nhân. Còn thứ hai, số vàng ấy đối với gia đình ta là cả một gia tài, còn đối với chánh hàm nào có giá trị chi. Còn điều thứ ba, nếu mình cứ lo sợ trong lòng với chánh hàm mình không ra tay giúp đỡ
thì cũng đã có người binh vực cho lão ta. Cuối cùng chỉ thiệt cho mình thôi. Giả lại chuyện này đã có sự bảo bọc của quan tổng trấn. Hơn nữa bốn ngôi vàng mình có được đâu phải rồi đây nó phụng dưỡng riêng mình, mà là để lo cho chồng, cho con, cho cha mẹ già, làm vẻ vang xóm làng dòng họ. Như vậy thì nếu xét về hậu quả, lời lạc thì nhiều có hại gì đâu. Ông mới về à? Hình như hôm nay ông có điều gì không vui thì phải. Bọn thư lại mỗi ngày một bê bối, chỉ có việc sai đi điều tra vụ án chánh tổng hàm mà gần tháng nay. Bây giờ trở về lại trình rằng chẳng tìm được bằng cớ gì về vụ mất tích còn ở gái hết. Tôi chắc là chúng được chánh tổng hàm hối lộ nên ém nhiệm vụ này. Thì ông cũng nên nghĩ lại cho họ. Họ đã đi điều tra mà không có gì khả nghi, thì bảo làm sao họ có bằng cớ để buộc tội cho lão chánh hàm ấy được. Có thì họ nói có, không thì họ nói không. Chứ chẳng lẽ không mà dựng đứng là có. Biết đâu nguyên cáo đã vu cáo cho lão chánh hàm vì tư quán tư thù thì sao? Bà là đàn bà, chỉ giỏi việc bếp nước. Bà đâu biết được những bí ẩn trong các vụ án tiếc do người vô lương gây nhiều tai ương. Nhờ cao sang và mưu gian cùng tà quan bao che tội tình, chung sống biên vui trong tâm luôn, trồng cây ác để khổ cho đời, con buồn nào bằng buồn này. Làm sao hơn cuối trần gian ai có giống ai, chờ người chân tu mới thoát si mê giữ tâm yên bình. Là lùng thay trong cuộc đời này đây, hầu hết chúng sanh không ai chịu gieo nhân lành, nhưng lại muốn có quả thơm ngon tươi tốt. Muốn ngày mai không bị giam cầm trói cột, trong khi hiện tại họ tự cột trói thân bằng những hành vi do từ nơi tham sân si mà họ tạo ra, biết bao cảnh phân ly thù hận, và rồi hận thù kia quay lại gây khổ lụy cho mình. Như sắc xanh ra xét già xét, làm cho sắc tiêu hình. Có những vụ án xảy ra vì tiền tài sắc đẹp, sắc đẹp tiền tài làm cho lầm người đổi trắng thay đen. Rồi còn dính lợi chất ngủ miên ăn, ôi năm thứ dục khiến cho người ta gây ra tội ác. Tội đã gây rồi mới tìm phương chạy tội, hậu quả đến nơi mới khấn Phật lại trời. Ông nói như vậy chắc là ông đã quả quyết vụ án của tổng hàm. Người có tội là ông ấy hả? Không là ông ấy thì còn là ai nữa chứ? Nhưng mà ông vừa bảo là các thứ chưa tìm ra manh mối kia mà. Bà, tôi có việc xử kiện đã gần 30 năm nay, do nhiều kinh nghiệm nên khó ai qua mắt tôi được. Bà thử nghĩ, một đứa con gái như Mường Kha đói nghèo yếu đuối, không ai che chở, nó trốn đi đâu, đến đâu để ở,
trong khi gia nhân của Tổng Hàm canh gác ngày đêm. Tôi tin Mường Kha dù có cánh để bay cũng không thoát khỏi tay của lão Chánh Hàm. Mà dù có thoát được đi nữa thì Chánh Hàm cũng bắt lại dễ như trở bàn tay. Vậy mà cả tháng nay hắn ta im lặng, không kiếm không tìm sự thật có tình. Vậy theo ông thì sao? Vì Chánh Hàm đã giam giữ đứa con gái đó ở một nơi kín đáo, hay đã thủ tiêu nó rồi chứ còn tại sao nữa? Mà nếu Chánh Hàm làm như vậy, làm sao giấu được thiên hạ và tai mắt chung quanh? Thì vì nó giàu, nhà to cửa lớn, tài chân đông đảo, nó bỏ tiền của bịt mắt, bịt miệng thiên hạ. Nên có mắt cũng như mù, có miệng cũng như câm. Tôi chắc trong huyện này, lão huyện Minh cũng được Chánh Hàm nhét vào túi một số tiền to. Mình không có biết chắc, đừng có nghi quan cho người ta mà mang tội. Tôi thấy vợ chồng ông huyện Minh nó cũng chất phác, phúc hậu mà. Bà cứ tin bề ngoài thì lầm chết. Họ ăn hối lộ không lẽ họ nói với bà sao? Bà không ăn hối lộ thì làm sao có cửa cao nhà lớn như vậy? Mà trong vụ này tôi chắc là cụ Tổng Trấn cũng không khỏi châm mút đó bà. Ê trời ơi, ông đừng có nói bậy, lỡ đến tay cụ Tổng Trấn thì nguy to à. Bà, mình thanh liêm trong sạch thì ai làm gì mình được? Chính họ không sợ mình thôi, chứ sao mình lại sợ họ? Tôi biết chắc là cụ Tổng Trấn có nhúng tay vào, nên đã 2-3 lần giục tôi làm gấp vụ án, rồi trình lên ngài xem. Cụ còn bảo nếu không có gì nghi ngại thì xếp lại, chứ đừng có kéo dài mất thời giờ. Cái cách nói như vậy là đủ rõ cụ thiếu vô tư đó bà. Ông mà, nếu cụ Tổng đã dạy như vậy á thì ông cứ làm theo, trách nhiệm gì đâu mà ông ngại. Dẹp được thì dẹp cho yên, chứ môi ra làm gì cho mệt xác, rồi sanh thù sanh quán với kẻ dưới người trên hả ông? Một đời mình liêm khiết, mà có đi đến đâu đâu, đồng lương của ông thì không đủ mặc không đủ ăn. Con cái đã lớn khôn mà chúng chưa thành gia. Và tuổi cao bông xê mà ơn nghĩa sanh thành mình chưa đền đáp mãi mãi. Có những thủ phận sông nghèo, nhưng nào có ai biết ai hay. Người không biết ta, nhưng còn ta làm sao không biết được mình.
bao năm nay nhờ sống trong đạm bạc thanh bần. Mà lương tâm tôi không bị dài dò thèn, giấc ngủ an lành không bao giờ lo sợ diễn vong. Tôi theo đạo thánh nhân sống sạch trong chết về nơi cực lạc. Người ác chẳng có ai thoát được lưới trời, nhưng quả thâm sâu nói sao cho hết ý cạn lời. Dạ bẩm quan, có một thanh niên đưa một người thân mình đầy những máu, chống gậy lê chân đến đây kêu quan ức nhờ quan minh xét à. Vậy à, cho cả hai vào đi ngay. Dạ. Quan án, quan án, quan án ơi, tiểu dân xin quỳ dưới chân này. Sao trước bài tỏ ức quan, người ta ý quyền ý thế cao sang, truy đuổi kẻ này là để diệt khẩu sát nhân. Quan ân, có thật vậy sao? Tên mua xác là ai? Người mau sao trước phân bài, đã đến đây rồi có ta che chở. Ai, ai mà tàn nhẫn vô cùng, dám xem thường phép nước luật vô. Tên giả tâm kia không ai khác hơn là tên mặt người tâm thu, là tổng hàm người đắm mê qua đã giam giữ mường khá. Giờ phận người con gái còn mất ra sao ai hiểu được. Sẽ nên chồng nên vợ, hai đứa nghèo đi ở đỡ nuôi thân. Chánh tổng hàm lão ấy là chủ nhân, hắn cho người đánh đuổi tiêu dân đi, nhưng giữ mường kha ở lại. Đã hết một mùa trắng dài đăng đăng, mường kha đâu rồi bạc vô âm tính. Thì ra anh là người trong cuộc của vụ án tổng hàm, còn anh thì là ai? Bẩm quan lớn, tiểu dân là người đã giải cứu anh Kham Ly thoát chết. Vậy sao? Này anh Kham Ly, theo anh tổng hàm cho người truy sát anh để làm gì? Thưa quan an, nghe tin triều đình phái người đến tổng hàm lỏng giám sát, cho rõ thực hư về bố quan tình. Sau khi nhà hát gia tôi đầu cao tường trình rằng con gái của người đột nhiên mất tích, mà sự việc này đen trắng chẳng phân minh, sợ tôi sẽ tìm đến giám sát quan làm chứng nhân trong chuyện tổng hàm gian dối. Vì vậy hắn muốn
giết tôi để hòng bịt lối, may mà tôi được sống còn và tìm đến nơi đây. Bẩm quan lớn, anh Khâm Ly với tôi vốn là chỗ quen thân, hai tôi trước đây là kẻ ăn người ở của chánh tổng hàm. Rồi do đâu anh lại là người giải cứu cho Khâm Ly trong lúc Khâm Ly bị gia nhân của ông tổng hàm truy sát? Bẩm bà lớn, tôi bị tổng hàm bức hiếp nên trong một đêm tối trời đã lẩn trốn ra đi, thoát kiếp ở đời. Nhưng anh bạn Khâm Ly đang vương vào cảnh nhất sanh thập tử, vì tổng hàm luôn cho người tìm anh trừ cự, bởi anh còn sống là còn nhân chứng hiểm nguy. Tôi âm thầm theo anh theo mỗi bước đi, lòng những mong giúp anh khi gặp nàng. Người ta biết anh tìm đến nhà quan an để tấu trình bao nỗi ức quan, họ đánh đập anh, nếu tôi không cứu kịp thì Khâm Ly bây giờ mạng sống còn đâu. Trời cũng sắp tối rồi, đêm nay hai anh tạm nghỉ ở nhà tôi, rồi sáng mai sẽ liệu. Bà đưa hai người này xuống nhà sau nhờ Lính Lệ băng bó vết thương cho Khâm Ly và sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm cho hai người nha. Hai anh đi theo tôi. Tiểu dân vạn lần đội ơn quan án. Từ lâu bóng đêm bao trùm vụ án, nay đã có ánh sáng rồi đấy. Ngàn vàng chỉ có mấy câu thôi, xem ra ai cũng thuộc lòng. Vậy mà có được mấy người làm theo lời dạy. Mình đây cũng vậy, nếu đã tin sâu nhân quả thì bây giờ đâu có phải ngồi đứng không an, ngủ ăn không được. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Trời ơi, tưởng mọi việc sắp vuông tròn, bất ngờ vụ án lại thêm rắc rối. Thank you.
bẩm bà lớn. Bà lớn tha lỗi cho con. Con bị oan ức quá nên con mới tìm đến đây để nhờ quan lớn rủ lòng thương xót, xét xử công minh cho con vợ. Lúc nãy con đã gặp quan lớn rồi, giờ con đến gặp bà, mong bà tiếp tay với quan lớn giúp đỡ cho con. Ngươi có gặp quan lớn rồi à? Nhưng ngươi ở đâu? Tên họ là gì mà quan ức ra làm sao? Dạ bẩm bà lớn, con tên Mường Kha, ở thôn Xuân Đài, tổng Hàm Long. Cha tên là Mường Khâm, mẹ là Y Miên. Bởi gia đình nghèo nên luôn lầm than, mổ thân ly trần do gì bệnh căn trầm khai. Người ta bảo rằng chết là hết, xác thân
thân của người nào một khi đã rã tan đi lòng đất thì người ấy vĩnh viễn không còn. Điều này ta vẫn còn mơ hồ chưa minh bạch. Thưa bà, chết không phải thường còn, cũng không mất hẳn, mà theo nghiệp lành dữ luân hồi. Nhờ được chết nên giờ con đây mới hiểu ra rằng do chấp một bên chết rồi còn mãi. Người chết sanh làm người, thú chết sanh lại thú như xưa. Vì nghĩ vậy người ta không sợ tội ác, không dốc lòng tu. Còn người chấp chết là mất đi vĩnh viễn. Họ bảo tu nhân tích đức và đời cũng chết, hung hăng bao ngược tận số cũng không còn. Nên khi gặp cảnh nghịch lòng, tình duyên cách trở, họ tìm cái chết để mong thoát được khổ đau. Thật ra chết là tiến trình của sự sống, còn nghiệp là còn trong sau nếu thôi lần. Do khi còn sống, con biết lánh giữ làm lành, ăn ở thẳng ngay, nên nghiệp quá khứ đã dai, chỉ giải được nỗi oan này là con trả hết. Và kiếp sau trở lại làm người, con sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cô Mường Kha, do đâu mà cô hiểu được giáo lý nhà Phật, trong khi cô không phải là một người đã từng tu học? Bẩm bà lớn, sau khi chết con mới hiểu, chết không phải là hết. Có lẽ biết vậy nên các sư thầy thường tụng kinh siêu độ để người chết được nghe, và họ nương theo đó mà về cõi an lành. Riêng con, trong 49 ngày còn lưu lại thế gian, con thường đến chùa nghe những vị pháp sư thuyết giảng về thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, và những giáo lý thâm sâu của Phật Đà như tứ diệu đế, 37 phẩm trợ đạo. Và có lẽ tiền kiếp trong tàn thức con đã có chủng tử Phật pháp, nên bây giờ khi nghe lại, con đã ngộ một cách chắc thật rõ ràng. Tôi tin cô, vì cô là người trong cõi chết nói lên lý lẽ này. Bằng mọi cách tôi sẽ giúp cô. Quan án đang điều tra chuyện của cô nhưng chưa ra manh mối, chưa tìm ra được bằng cứ rõ ràng nên chưa thể xét xử được. Muốn có bằng cớ, xin quan lớn cho người đào bên gốc cây to ở sau nhà tên Tổng Hàm, sẽ thấy xác của con. Được bà lớn hứa giúp, thần thức con như đã nhẹ nhàng. Giờ con đi gặp người yêu của con để nói lời từ biệt. Còn gần gũi em được nữa đâu.
sao vậy? Chúng mình đã có những lời thề non hẹn biển với nhau rồi mà. Khi yêu nhau, khi còn là thân bằng quyến thuộc của nhau, người ta thường tin rằng mình sẽ không bao giờ mất nhau, sẽ sống bên nhau mãi mãi. Nhưng có ai ngờ luật vô thường đến với mọi loài là đính luật tự nhiên. Mường Kha, em nói gì vậy? Anh không hiểu gì cả. Còn ở thế gian, nơi đã gần hết hẳn. Em đến đây với anh phút giây, dẫn dương tâm tình đôi câu. Anh ở dương gian, em về nơi đâu? Theo cùng nghiệp đi, nào có ai tưởng mình duyên đây hết, có duyên bấy nhiêu trên đời. Ai nhẫn tâm giết em chết hoàng, phải chăng tâm hàm gian ác, anh quyết không tha lũ người lang xôi. Quán thêm quán, anh hỡi anh hận thù thêm dài, hãy tha thứ gieo mầm nhân từ là nghiệp thôi, xin đừng gây điều oán khiên. Ta vì ngày xưa đã không tu nên giờ nghiệp xuôi mới khổ sầu anh ơi. Nghiệp là gì mà em cứ bảo cứ khuyên, nghe tha thiết ân cần. Người ta đã cướp của anh niềm hạnh phúc, em chết rồi anh phải sống làm sao? Nghiệp là hành động do ta tạo tác, nó xuất phát từ ý, thân và miệng. Vậy em chết là do người tạo nghiệp, nên anh phải diệt trừ kẻ gây tội ác. Anh nghĩ chánh tổng hàm là người gây ra tội ác, còn chúng ta là nạn nhân chứ gì? Đúng, chúng ta là nạn nhân vì chúng ta đang bị người ta hành hạ áp bức cho đến khổ đau cùng cực. Khâm Ly ơi, nếu như ta quán soi cho kỳ thì ta sẽ nhận thấy tận tường, không có người nào đã không là nạn nhân ở thế gian. Tại vì trong thế gian có những u mê dục vọng, có những căm thù, thèm khát, thiếu thương yêu, và có người bị trấn ngữ bởi những thứ ấy, cho nên có người làm khổ nhau, làm khổ những loài khác. Chỉ khi nào tâm chúng sanh chuyển qua thành tâm Bồ Đề thì nghiệp chướng mới tiêu tan. Hai năm gần gũi bên em, anh chưa bao giờ nghe em nói những lời này, những lời giáo huấn của Phật Đà. Mới nghe em nói chỉ ngần ấy thôi mà hận thù trong anh như nhẹ bớt. Chưa làm gì hết mà tự nhiên nỗi khổ niềm đau rơi rụng. Chết chỉ là xác thân.
còn nữa, nhưng thần thức thì mãi mãi không tan. 49 ngày giấc dưỡng ở thế gian, em đã đến chùa nghe các sư giảng kinh niệm Phật, nghe lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Thần thức em như được hiểu và nghiệp cũng nhẹ đi. Còn biết rằng chuyến nợ của chúng ta chỉ có bấy nhiêu ngày rồi kẻ đi người ơ. Em chết rồi nhưng thân xác ở nơi đâu? Anh sẽ lo cho em được bầu yêu mà đẹp. Nghe lời em anh sẽ quên đi tâm thù hận và nguyện trọn đời hướng thiện tu thân. Tu là sửa, vì không biết sửa ác thành thiện, sửa dữ thành hiền, nên người đời cứ mãi hận thù chém giết lẫn nhau, làm khổ cho nhau, để rồi cuối cùng lại phải với nhau trôi lăn trong ba đường ác. Anh đã nguyện rồi thì em sẽ nhẹ nhàng siêu thoát. Mường Kha, cuộc xác thân của em, bà lớn sẽ nói lại cho anh nghe tất cả, vì em đã gặp bà ấy rồi. Từ đây hàng ngày anh sẽ lo cơm canh nhang đèn để cho em được no lòng ấm dạ. Tất cả ở tấm lòng, đừng sát sanh hại vật để cúng tế, chỉ làm cho người chết thần thức nặng nề thêm, và người sống mang lấy tội tình. Trời đã sáng rồi, thôi em đi. Đâu rồi Mường Kha? Mường Kha! Mường Kha! Anh Kham Ly, anh vừa gọi ai vậy? Tôi vừa nằm mộng thấy Mường Kha. Thật sao? Mường Kha bảo với tôi rằng nàng đã chết. Trời ơi! Có lý nào? Vậy Mường Kha có cho anh biết thân xác của chị đang hiện chôn cất ở đâu không? Vừa rồi Mường Kha có nói đã gặp bà lớn, và bà lớn biết tất cả. Trời sáng rồi, tôi phải gặp bà lớn ngay thôi. Không lẽ tên Tổng Hàm là thủ phạm giết chị Mường Kha? Kẻ chết chỉ khác nhau ở chỗ có xác thân và không xác thân mà thôi. Cô gái ấy đã tự tử sau khi bị Tổng Hàm làm nhục. Đêm qua cô ấy hiện đến báo mộng cho mình và cho cả ông nhà mình biết về hành vi của chánh Tổng Hàm. Lời khai lại giống như nhau. Xác cô gái người ta chôn cạnh gốc cây to phía sau nhà Tổng Hàm. Vậy là vụ án sẽ kết thúc. Mình phải nói thật với ông nhà về bốn thoi vàng và bằng mọi cách phải hoàn trả đủ số cho bà Nguyễn Minh mới được. Dạ bấm bà. Anh thức dậy rồi đó hả? Bấm bà, con vừa nằm mộng thấy người yêu của con mặc áo quần trắng còn lem luốc máu khô. Có phải Mường Kha không? Dừng. Và trong giấc mộng cô ấy nói cô đã có đến gặp bà lớn, mách cho bà lớn biết nơi người ta chôn xác của nàng. Cả ba người đều nằm mộng thấy giống như nhau thì không thể nào là quyển hoặc được.
Bà lớn nói ba người nằm mộng. Bà lớn và con, vậy người thứ ba là ai thưa bà? Đêm hôm qua ông lớn nhà này cũng nằm mộng thấy cô gái họ Mường, một cô gái dễ thương xinh đẹp đã hiện về mách bảo trước sau rằng cô ta đã dùng dao tự vẫn sau khi bị Tổng Hàm làm nhục. Thân xác giờ còn đó chưa tan. Còn đó là nơi nào mới được? Xin bà lớn cho con tường tận, biết đâu con sẽ tìm ra chứng cứ giúp cho ông lớn khỏi phải tiếp tục điều tra. Anh có nhớ không, nhà của ông Tổng Hàm có một cây to ở phía đằng sau. Quả không sai, đúng thật vậy rồi. Cạnh gốc cây là thi thể của Mường Kha. Trời ơi, nghiệp chướng gì mà Mường Kha phải chịu nhục nhã sát thân và đến nỗi phải dùng dao tự sát. Bẩm bà, con xin được đưa quan lớn đến nhà Tổng Hàm và chỉ gốc cây to nơi chôn thi thể của Mường Kha. Anh khỏi phải nhọc công làm việc ấy, vì quan lớn có nói rằng trong giấc mộng Mường Kha có hứa sẽ dục cho Tổng Hàm đến nơi này chịu tội, đồng thời cũng để kết thúc nghiệp chướng của hai người và cả anh nữa. Do vậy sáng nay trời còn tinh sương, quan lớn đã đi sang tỉnh xin một toán vệ binh về đây chờ bắt Tổng Hàm đó. Bẩm bà lớn, con không tin Tổng Hàm dám trường mặt đến đây. Nhưng quan lớn lại tin. Quan lớn bảo gái còn trinh tiết bị chết quan linh hiển lắm. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem sao. Bẩm bà, có người Tổng Hàm Long đến giếng bà. Có phải bà Nguyễn Minh không? Dạ thưa không, người ấy xưng là Chánh Tổng Hàm. Là ông ấy. Cho vào. Dạ. Ma đưa lối quỷ dẫn đường là đây. Đúng là thiện ác đáo đầu chúng hữu báo mà, luật nhân quả không thể nghĩ bàn. Anh hãy lánh mặt vào bên trong để xem lão ta đến đây làm gì rồi sẽ liệu. Dạ. Dạ, kính chào bà lớn. Ông là Tổng Hàm? Phải. Bẩm bà, tôi với Nguyễn Minh là cháu thâm tình, nghe bà Nguyễn nhắc đến bà lớn luôn. Không hiểu sao mấy bữa nay trong lòng tôi nó cứ mãi bồn chồn, y như là có ai bảo phải đến gặp bà lớn một lần cho biết mặt. Thật quý quá quá. Dạ, mời ông Chánh dùng nước. Dạ. Yeah. À, hình như bà lớn đang trông chờ ai thì phải. À, tôi cứ tưởng có bà Nguyễn Minh cùng đi với ông Chánh đó chứ. Dạ không, tôi đi có một mình ên à. Bà Nguyễn Minh chỉ đường có một lần, không biết ông bà nào dắt mà tôi đi từ Tổng Hàm Long lên đây một mạch là đã tới nhà bà lớn. Dạ, dạ xin phép bà lớn. Trà ngon quá. Trà này bà lớn mua ở đâu chứ ở đây làm gì có bán? Chắc là trà mua ở kinh đô về. Không, trà này ở đây vẫn có bán. Ông tôi chỉ quen uống thứ trà này đã mấy năm. Ừ, vậy mà tôi tưởng là của bà Nguyễn Minh mua ở kinh đô về biếu bà lớn chứ. Trà của bà Nguyễn cho, ông tôi uống không có quen nên tôi vẫn để đó, đợi bà Nguyễn đến sẽ trả lại. Yeah. Quan án không quen dùng trà thì cứ để đó, giữ cho bà dùng, chứ nếu đem đi trả chỉ sợ mất lòng, vì không mấy khi ở dưới Hàm Long bà Nguyễn lên đây
Trước thì tôi cũng nghĩ vậy, nhưng suy tính lại thấy trà quý trà sang, uống sợ lỡ quen. Uống quen mà lỡ chắc nghiện sẽ thành nghiện rồi không thể bỏ, tai hại vô cùng. Vì mai mốt đây lúc gặp trăng tai không có tiền mua. Bà lớn nói vậy ai mà tin được, bà án mà không có tiền mua hãng trà bán cho ai? Quả thật là như vậy đó ông Chánh à. Thật không? Nếu thật thì để tôi biếu cho. Dạ không dám. Có gì đâu mà không dám. Chỗ quen thân giúp nhau chút đỉnh rồi, chứ ai vào đó mà ngại. Tôi không dám phụ lòng tốt của ông Chánh, nhưng chỉ sợ chúng ta ai cũng thích uống ngọt ăn ngon. Đàn bà thì thích tiền, các ông thì thích sắc, thích mê đến đổi già không bỏ, nhỏ không tha. Tới lúc sự đam mê của mình không thỏa mãn thì sẽ sanh ra lắm điều tác tệ. Bà lớn nói vậy là đã có ý nhắc khéo về cái vụ án mà người ta đã vu oan giá họa cho tôi. Tôi cứ tưởng là thông qua bà Nguyễn Minh à, bà đã hiểu và đã biết là tôi đã bị oan ức thật. Không ngờ. Thôi được, tôi xin phép bà tôi về. Chánh Tổng Hàm, ông không thoát được ngõ nào đâu, vì bên ngoài đã có binh lính của triều đình bao bọc cả rồi. Trời, quan án sát. Chánh Tổng Hàm, tội cưỡng hiếp khiến người ta phải tự tử mà chết, mạng đền mạng, ông có biết không? Không, 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 tôi không có, tôi không có. Nhưng đánh người chạy đi chứ không ai nỡ đánh người chạy lại. Chưa muộn lắm đâu, ông đã gây ra những tội lỗi gì, hãy thành thật khai đi. Trời ơi, sao tôi lại mang xác đến đây? Tại sao tôi lại mang xác đến đây? Tại sao tôi lại tự rứa cổ vào trong? Phải chăng là ông nghĩ đúng rồi đó. Hôm nay ông tự đưa cổ vào trong, giống như một tháng trước ông đã trồng vào cổ cô gái sợi dây quan nghiệt, để cô ấy phải dùng con dao của ông tự tử mà chết. Người ta nói dối. Người ta thù ghét tôi vì thấy tôi giàu sang hơn họ, thấy tôi có cửa rộng nhà cao nên mới vu oan để mong được tôi đền vàng đáp bạc. Tôi không có cưỡng hiếp ai hết, và cũng không có cô gái nào tự tử hủy mình. Không có. Còn nữa, ông còn cho gia nhân đánh đập người, truy sát người để diệt khẩu. Chẳng hay chuyện đó có không? Nếu có thì tất cả phải có bằng chứng. Người con gái do tôi bức hiếp mà chết, hiện thân xác ở nơi nào? Còn kẻ mà tôi toan sát nhân diệt khẩu là ai? Là tôi đây. Là Kham Ly, thằng con trai đã 4 năm ở đợi cho ông, chắc ông vẫn nhớ. Dấu vết đòn roi còn hằn trên da thịt, mỗi khi nhìn lại là tôi run sợ và cảm giác đớn đau như anh đầm trong lòng. Nhờ trời Phật xót thương khiến cho tôi lạc vào nhà quan, được người chở che và cứu tôi thoát qua đại nạn. Đã nhận ra tôi rồi, ông còn kêu gào là oan ức nữa không? Ông Chánh, ông còn nhớ tôi không? Thiện nhân, tội nghiệp cho người con gái đã cùng tôi hẹn ước phải sớm lìa đời ở tuổi đôi mươi. Ông vì đắm sắc, vì dục vọng không làm chủ được bản thân, khiến cho mười kha phải quỷ mình trong nhục nhã đau thương. Và tôi đây nếu không trốn đi thì chắc gì nay còn màng. Rồi Kham Ly nhờ có tôi mới
kịp thấy bạn mình bị gia nhân của ông đánh đập chẳng nương tài. Tôi đã cứu Nguy và đưa Khâm Ly vào đây nhờ đại quan đùm bọc. Chỉ ngần ấy thôi hai chứng nhân đang đối diện với ông tại nơi này. Chắc ông Tổng Hàm bây giờ đã thấy mình cần phải làm gì đây. Từ thú tội đi xót măng năng thì tội tình được giảm nhẹ. Sau khi não tôi quay cuồng và tai nghe tiếng nói của Mường Ca. Ông Chánh Tổng Hàm, đêm hôm đó trong khi mọi người trong nhà ngủ hết, ông đến nơi giam giữ tôi, đem theo một hộp gỗ đựng đầy vàng dòng, chuỗi ngọc và một con dao. Ông bảo tôi phải chọn lựa một trong hai thứ. Ông quên rồi sao? Tiếng của ai? Tiếng của ai? Tôi im lặng, không lựa chọn thứ nào hết. Ông bảo nếu lấy ông thì sẽ có nhà cao cửa đẹp, còn nếu từ chối thì ông sẽ cho tôi đi đầu thai kiếp khác. Đừng đi, đừng đi, đi đừng có nói nữa. Tôi sợ những lời buộc tội ấy. Hãy để cho tôi yên, lương tâm của tôi đang cắn rứt dây này. Thấy tôi nhất quyết làm thinh, ông liền dùng bạo lực cưỡng hiếp tôi. Vì xấu hổ, uất ức nên tôi đã dùng con dao của ông để tự sát mà chết. Thiện sở dĩ tội ác của con người biểu hiện là vì họ để đánh mất bổn tâm nguyên vẹn bồi ban đầu. Bài học ngàn vàng của vua ban tặng nên ghi khắc trong lòng để theo đó tu thân. Bài học ngàn vàng, phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Tôi biết ông đang hồi tâm tình ngộ, cái thiện ban sơ đang từng khắc quay về. Chắc ông không ngờ hồn quan của người con gái đã đến nơi này trong đêm tôi hiện ra. Hồn quan chính thật Mường Ca, đôi lời mách bảo thật là thảm thương. Hồn ma báo mộng, hồn ma báo mộng. Mường Ca đã mách bảo những gì? Cô ấy bảo thi thể của cô đang nằm dưới lòng đất lạnh cạnh gốc cây to sau nhà chánh tổng. Cạnh gốc cây to, cạnh gốc cây to. Chính tôi đã chôn xác Mường Ca nơi ấy.
đưa chánh tổng hàm sang tỉnh, giám vào ngục chờ ngày mai xét xử. Các người ơi, tôi đã ăn năn rồi, tôi đã thật sự ăn năn rồi. Bao năm làm quan án sát, cứ theo phép nước luật vua ta phân xử chẳng nương tay. Thế mà tội nhân vẫn cứ còn hoài. Phải chăng vì ta chỉ có răng mà không có dạy? Đức vua quả là anh minh sáng suốt khi đã truyền lệnh cho các quan và dân chúng học bài học ngàn vàng. Nhưng xét ra cũng cần dạy cho mọi người trong nước nhục chi này biết gìn ngủ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngoài ra, mọi người còn cần phải biết thế nào là nhân quả, ra sao là nghiệp, và hiểu thâm sâu về lý nhân duyên. Nhờ hiểu lý nhân duyên mà người ta biết rằng cái này sanh do cái kia sanh, cái này diệt cái kia cũng diệt, không có gì đơn phương mà thành được. Và như vậy, chẳng cần răng mà người làm ác sẽ dần dần không có mặt. Về chánh tổng hàm và Huyện Minh, ta sẽ xin với đức vua giảm tội, để họ có cơ may tỉnh ngộ mà sám hối tu thân. Biết được ý này của án quan, chắc linh hồn của Mường Kha giờ đây đã nhẹ nhàng siêu thoát.